À, kính thưa quý vị, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đồng bào thân mến, khi nói đến rượu cần thì có thể nói rằng rượu cần của đồng bào dân tộc Tây Nguyên là một như vậy chứ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chắc chắn rằng hai bên của chúng ta sẽ đếm đem đến hai chế rượu rất là ngon ạ. Và chúng ta sẽ đón xem trong buổi tối ngày hôm nay chế rượu của đơn vị nào sẽ ngon hơn ạ. Ai sẽ ngon hơn ạ? Sau đây ban tổ chức chúng tôi sẽ mời các đồng chí trong ban thẩm định và quý vị đại biểu cùng lên sân khấu và mời đại diện của hai chế rượu trong buổi tối ngày hôm nay cũng cùng lên sân khấu để thưởng thức rượu của hai đơn vị Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Trần Thế Thành, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Trần Kim Phụng, đồng chí Y Văn Nê. Và cũng xin được trân trọng kính mời ba vị trong thành phần thẩm định cùng lên sân khấu Đặc biệt là xin mời đại diện của hai chế rượu trong buổi tối ngày hôm nay Và xin mời hai buôn trưởng của hai buôn chúng ta cùng lên sân khấu để thử rượu Chắc chắn một điều là trong buổi tối ngày hôm nay là hai chế rượu này đều rất là ngon Chúng ta đều thử và hồi hộp cổ động viên của buôn đang đây đó ạ. Và chúng ta cùng đón xem quý vị đại biểu và thành phần ban thẩm định sẽ cùng thử rượu. Chắc chắn rằng hai chế rượu này đều rất là ngon Tuy nhiên trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn ra một chế rượu ngon nhất Vâng, ban giám khảo đang thử rượu Ban giám khảo đang thử rượu. Và chúng ta đang rất hồi hộp đón xem đơn vị nào sẽ giành giải A trong buổi tối ngày hôm nay. Hết sức bình tĩnh ai sẽ ngon đang rất hồi hộp và đang rất hồi hộp. Đại diện của hai chế rượu đó hả? Đang rất hồi hộp. Đang rất hồi hộp Chắc chắn rằng là hai chế rượu trong buổi tối ngày hôm nay đều rất là ngon Một lần nữa xin Vâng, kính thưa quý vị phần thẩm định rượu đã xong Và một lần nữa thay lời cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin khẳng định trong buổi tối ngày hôm nay hai chế rượu tối hôm nay đều rất là ngon Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho hai chế rượu của chúng ta. Tuy nhiên trong buổi tối ngày hôm nay thì chế rượu của ai
mời lên sân khấu, đại diện của hai giới thiệu chúng ta cùng lên sân khấu ạ. Chúng ta có tay thật lớn ạ. Và ba của chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Irai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Giang Mau, sẽ lên trao giải A cho Bun Mục Ký và giải B cho Bun Năng Đưa. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Ba một lần nữa khẳng định là hai trái rượu đều rất là ngon ạ. Tôi xin được cảm ơn đồng chí Y Hai, xin được chúc mừng hai trái rượu của chúng ta.